Đây là cả nhà, đây là mấy con tôm để tối nay mình chuẩn bị đi câu mực đó cả nhà. Mực con nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình trong lúc mà chờ mực tới á thì mình sẽ cùng với mấy đứa em mình ăn vài gói mì nha. Trời ơi, nó bụng quá cả nhà ơi. Ơi cái chuyện bay xuống. Rồi, ăn được không? Được. Rồi, nhìn nhiều quá. Thường á thì mực có sang cái màu này là nhiều quá cả nhà. Nhà ơi, dính thêm một con nữa cả nhà ơi. Ồ, con này là nói chung là tạm bự rồi nè cả nhà. Chỉ là bự rồi nè. Hôm nay thì xin sẽ mời cả nhà cùng đi câu mực với Sinh vào ban đêm tối nay nha, với mấy đứa em của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị những con tôm với lại những đống câu để mà mình tối nay đi kiếm thử coi có mực gì ngon ngon hay không cho cả nhà cùng thưởng thức và xem với Sinh luôn nha. Đây là cả nhà, đây là mấy con tôm để tối nay mình chuẩn bị đi câu mực đó cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Ai mà đi câu mực hoặc là đi tour rồi đi du lịch đó, thì sẽ biết được những cái con tôm này nó có công dụng gì và để làm sao cả nhà. Đó. Đây là tôm giả để nhử mấy con mực có tới đó. Đã chuẩn bị 3 ống câu. Còn ở đây thì có một cái ống để mình chuẩn bị nữa. Tối nay hy vọng là sẽ có mực. Ốc giác kìa. Dạ. Giác đó. Ốc giác hả? Ốc giác hết rồi. Bán là bằng giá nó đi luôn. Ốc giác này bán hết rồi. Bây giờ anh em mình đang ra gang ở cả nhà. Anh em mình sẽ cùng với mấy đứa em của mình đi ra chiếc du thuyền của ông Dưỡng của mình đó cả nhà. Để mình kiếm mực nha. Hy vọng đêm nay mấy anh em mình sẽ có mực. Đó, mình đã chuẩn bị những ống câu rất là đẹp rồi cả nhà. Đó. Đây là rất là nhiều ống câu ha. Đây ống câu nè, đây là tôm nè. Đây là để kiếm mực đó cả nhà. Đó. Quá nhiều luôn cả nhà ơi. Đây là một tôm. Có bốn, nói chung là 5 anh em mình thì chắc ít câu lắm, mình sẽ để lại cho mấy anh em mình câu mực ha. Đêm nay hy vọng là sẽ có nhiều mực. Đó. Em mình nó bơi gần tới cả nhà, nó bơi gần tới ghe rồi. Cả nhà thông cảm nha. Điện thoại mình quay buổi tối không được sáng cho mấy. Hy vọng ra ngoài đó đèn sẽ sáng hơn và mình quay đẹp hơn. Đó. Là lên chảnh xong rồi mấy anh em tập trung làm câu đi nha. Câu cho kỹ vô nha, để câu mực bự dính á. Ai câu rường câu rường, ai câu mực câu mực. Ai câu đi câu luôn có rường á, đại con tôm đó. Mình trong đèn trong vòng, mình sẽ trong đèn trong vòng cỡ như ta 15-20 phút là mực tới phải không? Trong đèn có 15-20 phút là tới phải không? Tối cả nhà thông cảm là buổi ban đêm hơi bị tối xíu. Ở ngoài đảo thì vẫn chưa có điện. Hằng ngày cả nhà, chung là vẫn chưa có điện đường á, thì hằng ngày thì vẫn có nhưng mà cứ như là cái máy đèn vẫn hơi chập. Câu đi, tìm em câu thì câu đi. Ai câu? Cầm dây nè, tay, em cầm dây đi, đến chảnh đi rồi, hiện tại cũng câu à. Tới rồi mọi người ơi, nói chung là mình đã tới ghe rồi.
Rồi bây giờ lấy dây đi tài. Ai lên trước thì lên trước đi nha. Lên một người trước đi rồi đầu cái nó dưới trụ nha. Rồi đưa dây đi. Đưa đầu luôn. Đó, đó từ từ từ. Từ từ thôi. Bên này hả? Đã. Có cần không thôi. À, mình đã ra khỏi tới ghe cả nhà ơi. Giờ bữa đêm mình nó đang kiếm mực. Cho tôm mới chìm xuống đi lụm. Giờ mình mượn chừng gãy cây anh nghe lụm. Này luôn. Nghe đây. Đã lụm. Đây là từ. Nó nặng. Đó. Tối đêm nay anh em mình sẽ kiếm được một ký mực. Tôm nhiều không? Kiếm con nào ăn nhiều quá. Thường thì mực có sang cái màu này là nhiều nữa nha. Vàng là nó ăn. Nhà thấy không, mực nó ăn là nó hay bấu chạy sơn chứ. Em dính mở đèn đi ta biết không? Không ơi, dính mở đèn. Ê, bỏ thêm cái đèn trên đi được rồi. À, chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay thì Sinh sẽ cùng với mấy đứa em của mình sẽ câu mực trên ghe của ông Dũng mình, coi thử coi con sao cả nhà. Không biết là đêm nay có mực hay không cả nhà. Nói chung là mấy đứa em mình đó, nó rủ mình ra ngoài ghe. Đây là chú ghe cả nhà. Nhất là chú ghe nè, thấy không, nó ngại đó. Thì mình biết cả nhà rất là nhiều người rất là thích cái cảnh đi câu mực đêm như thế này. Thực sự đây là lần đầu tiên mà mình quay lại một cái video cho các bạn cùng xem một đêm câu mực ở đây ha. Đó, thì hy vọng đêm nay thì mấy anh em mình sẽ có nửa ký mực hay là một ký cũng được nha cả nhà. Bây giờ mấy em mình nó đang làm câu để mà kiếm mực. Nói chung là mình rất là thèm mực ăn với mì tôm, hoặc là mình xào hay là mình làm lẩu là ngon nhất đó cả nhà. Đó thôi, giờ mình sẽ bắt đầu xem thử coi mấy em mình coi có thử có mực không. Mình trong đèn để mình sẽ trong đèn vậy để lát nữa mực có thấy ánh sáng nó sẽ tới và nó kiếm mồi đó cả nhà. Đó vậy nha, rồi bắt đầu mình chúng ta thử coi sao có mực không. Con rồi. À, được rồi, một con đây, gương này có dừng câu dính. Một con này. Rồi gửi cái gương nó bự quá không? Hả? Cái gương này bự quá không? Con này mới ăn này nha. Ê, chơi gương với. Rồi gương ha. Cái gương này sợ nó bự quá không? Sợ nó bự quá nè. Cái gương này. Cả nhà ơi, cái này sẽ nhử mực tới cả nhà. Em thấy cái đầu này không được nhọn á. Để lại đi, bóp lại. Bóp sát sát vô. Anh là giật tay không mà anh là giật lên vậy nè, dễ ăn hơn. Mà tao nghe cái gì đâu có lên được bao nhiêu đâu. Có đâu, chạy một tháng có rồi. Ừ. Không có thôi. Tiếp cho. Tại cả nhà ơi, bây giờ mình trong lúc mà chờ mực tới á thì mình sẽ cùng với mấy đứa em mình ăn vài gói mì nha. Trời ơi, nó bụng quá cả nhà ơi, phải chi mà có mực nữa ha là ngon mấy đó này cả nhà. Em mình nói mực nó đang tới nè, sát xuống nước xíu đạt ơi.
để cao quá sợ nó không ăn á. Cái nhà ơi. Bấm này, máy đây. Rồi. Máy quay, quay bình thường đi nha. Ê, cái dùng bay xuống. Rồi, ăn được không? Được. Rồi, mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món mì không có mực nữa cả nhà. Giờ đói bụng quá cả nhà, giờ mình ăn cái. Nhà ơi, mình vừa mới câu được một em nhỏ này nha cả nhà. Nói chung đây là mực, đây là cái loại mực lá nha. Đó, ai là dân biển sẽ biết được cái loại mực này. Đó. Nói chung là mực này mình sẽ dùng nó để mà câu cá. Ban đêm thì có rất là nhiều loại cá bự đi ăn lắm cả nhà. Để dùng loại này làm mồi để câu cá bự xem sao. Thêm một con nữa cả nhà ơi. Con này là nói chung là tạm bự nè cả nhà. Chỉ là bự nè. Đó cả nhà thấy không? Bự rất là bự nha. Dạ chắc mình xin lỗi cả nhà nha. Nói chung là mấy anh em mình đã câu mực rất là lâu, lại không có mực nhiều quá, chỉ được có hai con hồi nãy mình cho cả nhà thấy đó, thì chắc có lẽ là hôm nay trời không có trăng nên không có mực, nên mình chắc hẹn lại một cái video nào đó, hoặc là mình sẽ bù lại cho cả nhà một cái món ăn sắp tới nữa nha. Đó thì bây giờ cả nhà thông cảm với mình, câu nãy giờ cũng gần hơn 2 tiếng rồi mà mực thì nó không lên nhiều, tại vì thường thường là buổi nếu mà có câu là chắc cũng phải tầm cỡ canh đến 1 đến 2 giờ sáng nha, thì mình đóng ăn vậy đó. Thì tại vì hôm nay mình ra mình chỉ xem thử coi ngày hôm nay có được bao nhiêu mực, bây giờ mình câu nãy giờ không được bao nhiêu hết, cả nhà thông cảm mình nha. Lần tới đi, lần tới mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một cái món ăn đặc biệt nữa nha cả nhà. Giờ mình tạm dừng cái video câu mực của mình tại đây đi ha, rồi sẽ bù lại cho cả nhà nha. Thank you.